bên nước ngoài với Đài Loan, em rể anh đấy. Vâng, vâng. Em gái. Cơ sở đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào các nhé. Hiện tại chúng tôi vừa bàn giao xong cho nhà anh chị Hương Dương tại Điêu Lương, Cẩm Khê, một bộ bàn ghế Âu Á. Bộ sản phẩm hôm trước thì anh đã đặt chúng tôi thời gian khá lâu rồi, chúng tôi hoàn thiện và bàn giao cho anh đây. Thì đây là một sản phẩm anh đặt hàng rất là VIP, hàng dày dặn luôn, hàng dày dặn hơn hàng phổ thông rất nhiều. Toàn bộ khuôn tranh là dày 4 phân, ván dày 2 cm. Đây là tổng thể bộ bàn ghế chúng tôi vừa bàn giao và chiếc kệ TV kê trong nhà anh đây. Cho thấy là phần cột là 10 phân dày 7 cm. Màn hình này, chị chủ nhà. Xin chào cả nhà. Con này 55 inch à anh? 55. Đấy 55 để đây rồi. Cái chiếc kệ này dài 2m6. Và cũng hàng dày, khuôn cánh 4 phân, ván 2 phân rưỡi, đục tứ quý. Ngăn kéo cả riêng. Có chiếc TV rất là mới mình. Mọi người có nhu cầu mua sắm những bộ sản phẩm phòng khách hàng chất lượng như này có liên hệ tới cơ sở đồ gỗ Tùng Tám nhé, theo số điện thoại là 0987 51086 nhé. Cơ sở chúng tôi có địa chỉ tại Văn Phúc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Và gia đình nhà anh chị Hương Dương ở tại Điêu Lương, Cẩm Khê, Phú Thọ. Tôi sẽ để hình ảnh chi tiết của bộ sản phẩm này ở dưới website đồ gỗ tùng8.com. Mọi người có thể xem được chi tiết.